Các học sinh mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn toán 5 sách Chân trời sáng tạo, bài 10. Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó, tiết 1. Để nhận được những hỗ trợ tốt nhất từ kênh Thành Đô Vlog về môn toán 5, các em có thể tham gia nhóm Zalo toán 5 sách Chân trời sáng tạo bằng cách là mở Zalo, bấm quét mã QR trên màn hình hoặc là tham gia theo đường link được đặt ở phần mô tả của video. Các em nhớ xin phép phụ huynh trước khi bấm tham gia nha. Rồi, trước hết là chúng ta có tình huống mở đầu như sau. Bác bán gạo nói chia 20 kg gạo thành 2 phần, sao cho khối lượng phần này bằng 2/3 khối lượng của phần kia. Bạn nữ nói cháu chia gạo vào 2 bao, cân từng bao rồi tính tỉ số. Bạn nam thắc mắc vậy thì phải cân nhiều lần, có cách nào khác không nhỉ? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta vào phần nội dung chính của bài hôm nay. Bài toán 1, chúng ta dựa theo tình huống mở đầu. Chúng ta đưa về bài toán là tổng của hai số là 20. Tỉ số của hai số đó là 2/3. Tìm hai số đó. Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng của hai số và tỉ số của hai số đó. Cụ thể tổng của hai số là 20, tỉ số của hai số đó là 2/3. Dạng toán này ta gọi tắt là dạng toán tổng tỉ. Đối với dạng toán tổng tỉ thì các em phải tìm tổng số phần bằng nhau. Trước hết là các em phải vẽ sơ đồ. Dựa vào tỉ số của hai số để ta vẽ sơ đồ. Tỉ số của hai số là 2/3, có nghĩa là số bé được biểu thị là 2 phần bằng nhau thì số lớn được biểu thị là 3 phần như thế. Theo đề bài ta có sơ đồ. Số bé được biểu thị là 2 phần bằng nhau thì số lớn được biểu thị là 3 phần như thế. Tổng của hai số là 20. Các em nhớ nha. Đối với dạng toán tổng tỉ thì trước hết là các em phải vẽ sơ đồ, sau đó là các em tìm tổng số phần bằng nhau. Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là số bé 2 phần cộng với số lớn là 3 phần bằng 5 phần. Tổng số phần bằng nhau là 5. Tổng hai số là 20. Điều này có nghĩa là 5 phần này nó tương ứng với giá trị là 20. Vậy 1 phần nó tương ứng với giá trị là bao nhiêu? Tiếp theo, các em tìm giá trị của một phần bằng cách lấy tổng hai số chia cho tổng số phần. 20 chia 5 bằng 4. Giá trị của một phần là 4 mà số bé nó có 2 phần. Vậy số bé là 4 x 2 bằng 8. Số lớn nó có 3 phần. Vậy số lớn là 4 x 3 bằng 12. Các em có thể tìm số lớn theo cách khác. Bằng cách lấy tổng hai số trừ đi số bé thì ta được số lớn. 20 trừ đi 8 ta cũng được kết quả bằng 12. Được chưa? Rồi đến đây thì các em đáp số. Số bé là 8 và số lớn là 12. Như vậy, đối với dạng bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó thì các em làm theo các bước sau. Bước 1 là các em xác định tổng tỉ số của hai số là bao nhiêu. Tổng là bao nhiêu, tỉ số là bao nhiêu. Sau đó là các em xác định đại lượng nào đại diện cho số bé, đại lượng nào đại diện cho số lớn. Được chưa? Ví dụ như là tính tuổi của mẹ và tuổi của con thì chắc chắn là tuổi của mẹ là số lớn rồi và tuổi của con là số bé. Hay là tìm chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật thì chắc chắn là chiều dài của hình chữ nhật là số lớn rồi và chiều rộng của hình chữ nhật là số bé. Bước thứ hai là các em dựa vào tỉ số của hai số để vẽ sơ đồ. Các em xác định xem là số bé được biểu thị là mấy phần bằng nhau và số lớn được biểu thị là mấy phần như thế. Bước 3 là các em tìm tổng số phần bằng nhau. Bước 4 là các em tìm giá trị của một phần bằng cách lấy tổng hai số chia cho tổng số phần. Sau khi tìm được giá trị của một phần rồi, các em dễ dàng tính được số bé bằng giá trị của một phần nhân với số phần của số bé. Số lớn bằng giá trị của một phần nhân với số phần của số lớn. Hoặc các em không thích thì các em lấy tổng trừ đi số bé, ta cũng tìm được số lớn. Rồi cuối cùng là các em đáp số rồi. Để cụ thể hơn, các em sang bài toán 2. Khối lớp 2 và khối lớp 5 trồng được 84 cây. Số cây của khối lớp 5 trồng được gấp 3 lần số cây của khối lớp 2. Hỏi mỗi khối lớp đã trồng được bao nhiêu cây? Hỏi mỗi khối lớp đã trồng được bao nhiêu cây, tức là các em tìm hai số. Khi biết tổng của hai số là 84 và tỉ số của hai số là 3/1. Số cây của khối lớp 5 trồng được gấp 3 lần số cây của khối lớp 2. Có nghĩa là số cây của khối lớp 5 các em coi là 3 phần bằng nhau thì số cây của khối lớp 2 sẽ được biểu thị là 1 phần như thế. Vậy tỉ số là 3/1 hay là 3/1? Ở đây các em hình dung, thầy giáo gọi tắt là số cây của khối lớp 2 và số cây của khối lớp 5 là khối 2 cộng khối 5 bằng 84. Số cây của khối lớp 5 trồng được gấp 3 lần số cây của khối lớp 2, có nghĩa là khối 5 gấp 3 lần khối 2. Thầy giáo gọi tắt như vậy. Rồi, như vậy ta xác định được tổng của hai số là 84, tỉ số của hai số là 3/1 hay là 3/1. Tỉ số của số cây khối lớp 5 và số cây khối lớp 2 trồng được là 3/1. Như vậy, số cây của khối lớp 5 trồng được biểu thị là 3 phần bằng nhau thì số cây của khối lớp 2 được biểu thị là 1 phần như thế. Ta suy ra số cây của khối lớp 5 là số lớn và số cây của khối lớp 2 là số bé. Rồi sau khi đã phân tích xong, chúng ta sẽ giải bài toán này như sau. Theo bài ra ta có sơ đồ. Số cây của khối lớp 5 được biểu thị là 5 phần bằng nhau thì số cây của khối lớp 2 sẽ được biểu thị là 1 phần như thế. Khối lớp 2 là 1 phần, khối lớp 5 là 3 phần, được chưa? Tổng số cây của hai khối lớp trồng được là 84 cây. Rồi sau khi vẽ sơ đồ xong thì các em theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là 1 cộng 3 bằng 4. 4 phần. Tổng số phần bằng nhau là 4, tổng hai số là 84. Có nghĩa là 4 phần này nó có giá trị tương ứng là 84 cây. Vậy bây giờ các em tìm giá trị của một phần bằng cách lấy 84 chia cho 4. Một phần nó cũng chính là số cây của khối lớp 2 trồng được. Giá trị của một phần hay số cây khối lớp 2 trồng là 84/4 bằng bao nhiêu? Bằng 21 cây. Khối lớp 2 trồng được 21 cây. Vậy khối lớp 5 trồng được là 84 trừ đi 21, được chưa? Số cây khối lớp 5 trồng là 84 trừ đi 21. Rồi không thích thì các em lấy 1 phần là 21, 3 phần các em lấy 21 nhân 3. 21 nhân 3 bằng 63. Được chưa? 63 cây. 84 trừ đi 21 thì nó cũng bằng 63. Rồi các em nhớ đáp số. Tiếp theo là các em sang phần thực hành 1. Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó. Rồi ở đây người ta làm mẫu cho chúng ta. Ở đây thầy giáo sẽ không nhắc lại phần mẫu nữa. Thầy giáo sẽ hướng dẫn các em thực hành luôn để tiết kiệm thời gian cho các em. Tổng hai số là 128. tỷ số của hai số là 5/3. Có nghĩa là số lớn chúng ta biểu thị là 5 phần bằng nhau, thì số bé nó được biểu thị là 3 phần như thế. Các em nhớ là số bé thì nó phải có ít phần hơn. Được chưa? Đối với dạng bài tập điền số như thế này thì các em không cần phải vẽ sơ đồ, chúng ta cũng giải được. Tỷ số là 5/3. Các em hiểu là số lớn là 5 phần và số bé là 3 phần. Vậy tổng số phần bằng nhau là 5 + 3 bằng 8 phần. Giá trị của một phần là các em lấy tổng hai số chia cho tổng số phần. 128 chia 8 bằng 16. Giá trị của một phần là 16. Vậy số bé là, số bé nó có 3 phần. Các em lấy 16 nhân 3 bằng 48. Số lớn là, số lớn nó có 5 phần. Các em lấy 16 nhân 5 bằng 80. Không thích thì các em lấy 128 trừ đi 48. Chúng ta cũng được kết quả bằng bằng 80. Số bé là bao nhiêu? 48, số lớn là 80. Bằng cách làm tương tự, tổng hai số là 5400, tỷ số là 1/4. Tỷ số là 1/4, các em hiểu là số bé là 1 phần, còn số lớn là 4 phần. Tổng số phần bằng nhau là 1 + 4 bằng 5 phần. Giá trị của một phần là lấy tổng hai số chia cho tổng số phần. 5400 chia cho 5 bằng 1080. Giá trị của một phần thì nó cũng chính là số bé luôn. Số bé nó có một phần thôi. Được chưa? Số bé là 1080. Vậy số lớn là lấy tổng trừ đi số bé. 5400 trừ đi 1080 bằng bao nhiêu? 4320. Số bé, số lớn. Được chưa? Rồi, bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và chúc em học tốt.